À, xin chào các em ha thì uh, trước đó thầy đã làm clip hướng dẫn các bạn cách uh, dùng cái trang web pdf 24 này này để chúng ta nén cái file pdf này ha chất lượng khi sau khi nén rất là ok ha thì hôm nay thầy làm thêm clip hướng dẫn các bạn uh, dùng cái trang web này mà ghép cái file pdf thì uh, do các bạn gửi cho thầy uh, nhiều bạn không có ghép lại ha để nguyên các cái file mà chúng ta xuất từng phần như này giả như trường hợp bạn hướng này bạn chia thành 5 năm phần ha thì bạn đánh số trang như thế này bạn gửi năm file luôn và thầy phải mở năm lần thầy kiểm tra và thầy chết cho nên thầy sẽ không có kiểm tra được xuyên suốt các cái style bạn làm ha để cho thầy dễ kiểm thì các bạn nên ghép thành một file sau đó thầy sẽ mở lên một lần thì thầy sẽ dò từ đầu đến cuối luôn coi vấn đề gì không thì dễ kiểm hơn ha thì hôm nay thầy sẽ chỉ các bạn cách để ghép cái file này lại dùng cái trang web này ha thì các bạn vô cái đường link trên ở trên đây ha thầy sẽ đưa cái đường link này trong phần mô tả của cái clip ha để bạn dễ xem thì uh, ngoài cái chức năng mà ghép file pdf này thì uh, cái trang web này còn có tách này ném chúng ta dùng rồi ha chỉnh sửa ký chuyển đổi hình ảnh thì bạn thể uh, xem thêm các cái chức năng ở đây sau khi uh, ở đây thầy thấy rất là ok ha nhiều chức năng lắm rất là hay đó bạn thử nghiệm thử coi thì bây giờ thầy sẽ uh, thử nghiệm chức năng là ghép file pdf này thì thầy sẽ chọn các cái tệp ha tệp về đây thì bạn thử ở đây chọn các cái tệp này đó ok gửi lên đó 1 đến 12, 13, 24, 25 đến 34, 35 đến 44 và 45 đến 54 ha. Vậy thì giờ nó upload lên hết rồi thì sẽ ghép lại cho bạn xem thử ha. Nhớ là bạn nên ghép lại ha. Có thể là khi các bạn làm file AI nó chia làm nhiều trang, nhiều file AI và bạn xuất nhiều lần. Nhưng mà khi bạn nộp cho thầy á thì thứ nhất là phải nén lại, thứ hai là là ghép lại. Được chưa? Các bạn có thể là ghép xong và nén. rồi nén, nén xong rồi ghép như tùy đó nhưng mà biết sao gửi cho thầy là file min và đã gộp tất cả các cái phần lại với nhau là được rồi chúng ta ghép file này đó bấm tải xuống này đó thì bắt đợi xíu mà nó rất khoảng 10 mê ha nó ghép lại các cái file rồi sau khi ghép xong chúng ta mở lên thì nó sẽ ghép năm cái phần lại với nhau ha mở lên thì trước đó thì dùng cái trang web là Sumo PDF á thì bây giờ các bạn hãy biết thêm cái trang web là PDF24 ha rất là ok đó ví dụ như thế này đó. Thì bạn đang lúc là bạn hữu bạn còn quên chưa có sửa cái tên đồ án tốt nghiệp ha đồ án chuyên ngành thì đồ án tốt nghiệp Để chữ của bạn hữu bạn chưa cân đều ha cái khoảng cách chỉ chữ này nó chưa có đều nhau ha nó vẫn còn khoảng cách chỗ gần chỗ cách xa giờ thì đã nói các bạn sửa lại ha đó rồi chỗ này bạn phải có cái mục lục tổng quát trước, sau đến mới mục lục mục lục từng phần như thế này ha. tức bạn bạn ghép bạn nói với thầy là bạn ghép vô rồi nhưng mà sao nó nằm dưới đây này, như nó nằm dưới đây này. Đó. Thì các bạn lưu ý lại ha. Ở đây thầy không quan tâm đến cái bài này mà thầy quan tâm đến cái phần là ghép các cái file uh, PDF lẻ lại từ một cái file từ năm cái file lẻ thì bây giờ thành một cái file uh, PDF dài có tất cả 55 trang, uh, 61 trang như thế này ha. Đó thì các bạn trải nghiệm cái trang web này ha PDF 24 với chức năng đó là ghép file PDF thì ngoài cái chức năng ghép file PDF thì bạn có thể tách file Nha. rồi chức năng nữa là PDF sang hình ảnh này cũng rất là dùng rất là nhiều hoặc hình ảnh thành PDF này hoặc là xuất uh, một cái file PDF kỳ hoặc sắp xếp lại hoặc xóa xóa bớt trang đi nó là dụ vậy đó thì cũng nhiều cái trang nhiều, nhiều chức năng khác hay hơn ha như ps sang Word chẳng hạn hoặc là từ ảnh sang pdf này đó để các bạn trải nghiệm thêm ha đó, xin chào các bạn ha